Nối tiếp là phần tin Hoa Kỳ với thông tin Tổng thống Joe Biden sẽ đọc diễn văn trước Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 100 ngày nắm quyền. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố chi tiết về chính sách kế hoạch gia đình Mỹ, tức American Family Value, một đạo luật quan trọng khác mà ông muốn Quốc hội thông qua. Kế hoạch sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng con người, bao gồm chính sách chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các biện pháp khác để hỗ trợ các gia đình. Tổng thống Biden cũng trình bày về những thay đổi đối với chính sách nhập cư, an toàn súng đạn và tăng thuế đối với nhóm người giàu. Ngoài ra, thì Tổng thống Joe Biden sẽ trình bày các ưu tiên lập pháp và chia sẻ những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được tính đến thời điểm hiện tại. Tổng thống cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Bài diễn văn đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trước lưỡng viện được gọi là bài phát biểu trong một phiên họp chung của Quốc hội, thay vì thông điệp liên bang như cách gọi thông lệ trong năm đầu tiên của Tổng thống Mỹ, vì vậy sẽ rất khác so với mọi năm. Thành viên Quốc hội đã bị giới hạn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự kiện năm nay sẽ được tổ chức với quy mô hạn chế, trong khi an ninh được đặc biệt thắt chặt nhằm bảo đảm bạo loạn không xảy ra như ở điện Capitol vào đầu tháng Giêng 2021. Số lượng nghị sĩ và dân biểu tham gia cũng sẽ bị giới hạn. Trong tổng số 535 thành viên Quốc hội thì chỉ có 200 người nhận được vé mời tham dự và họ cũng không được phép mời các quan khách khác đến. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc Hạ viện không tham gia. Bên cạnh đó, phần lớn thành viên nội các của Tổng thống Biden cũng sẽ nghe bài phát biểu ở tại nhà. Chỉ có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chánh án John Roberts có mặt đại diện cho ba nhánh ngoại giao, quốc phòng và tư pháp. Tất cả người tham dự sự kiện đều phải đeo khẩu trang. CDC công bố hướng dẫn mới về việc đeo khẩu trang đối với người đã chích ngừa. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã công bố hướng dẫn mới về việc đeo khẩu trang đối với những người đã chích ngừa đầy đủ hai mũi vaccine. Theo đó, những người đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ có thể không cần đeo khẩu trang tại các buổi tụ tập ngoài trời quy mô nhỏ hoặc khi ăn uống ngoài trời cùng với bạn bè từ các gia đình khác nhau. Tuy nhiên, những người chưa được chích ngừa thì vẫn cần tiếp tục đeo khẩu trang tại các sự kiện kiểu này. Dù vậy, theo CDC, cuộc sống sẽ không quay lại hoàn toàn như bình thường đối với những người đã chích ngừa. Cơ quan y tế liên bang nói, ngay cả khi đã chích ngừa thì mọi người vẫn nên tránh các sự kiện trong nhà với đông người tham dự. Đối với những người đã chích ngừa đầy đủ và muốn dự các sự kiện quy mô lớn ngoài trời như các chương trình ca nhạc, lễ diễu hành hay các trận đấu thể thao, CDC đề nghị những người này vẫn nên tiếp tục đeo khẩu trang vì lý do an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh. Tổng thống Biden tăng mức lương tối thiểu lên 15 Mỹ Kim trong một giờ. Tổng thống Joe Biden vào thứ Ba 27 tháng 4 tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc tăng mức lương tối thiểu lên 15 Mỹ Kim một giờ trên cả nước qua việc ký sắc lệnh theo đó ấn định mức lương này cho hàng trăm ngàn nhân viên nhà thầu liên bang bắt đầu từ năm tới. Tòa Bạch Ốc cho biết biện pháp này của Tổng thống Biden sẽ gia tăng gần 37% mức lương tối thiểu hiện nay của liên bang là 10.95 Mỹ Kim trong một giờ vào tháng 3 năm tới và sẽ tiếp tục tăng theo mức lạm phát. Việc tăng lương tối thiểu này áp dụng cho nhân viên của các nhà thầu cung cấp dịch vụ cho chính quyền liên bang, từ các công nhân lau chùi, dọn dẹp vệ sinh cho tới nhân viên cung cấp dịch vụ thực phẩm, cùng là những người làm việc lao động chân tay khác. Bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết, cảnh sát đã bắn một người đàn ông da màu ở North Carolina 5 phát trong lúc bắt giữ. Các luật sư của gia đình nạn nhân cho hay ông Andrew Brown, 42 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị cảnh sát bắn 5 phát liên tục trong lúc bắt giữ vào hồi tuần trước. Ông Brent Horn, chuyên gia khảo nghiệm tử thi mà gia đình ông Brown thuê riêng, nhận thấy ông Brown đã bị bắn 5 phát, gồm 4 phát trúng tay phải và 1 phát phía sau đầu. Trong buổi họp báo sáng thứ Ba phía trước tòa nhà an ninh công cộng ở trung tâm Elizabeth City, các luật sư của gia đình cho hay phát phía sau đầu khiến ông Brown đã thiệt mạng. Thứ Sáu tuần trước, gia đình ông Brown nói trên video từ camera gắn trên người cảnh sát viên gửi đến gia đình cho thấy ông Brown không hề chống cự. Ông Brown đang để tay trên tay lái khi ông bị bắn chết hôm thứ Tư trong lúc ngồi trên xe ở trước nhà, gia đình người bị hại cho biết. FBI cũng bắt đầu điều tra về quyền công dân trong cái chết của ông Brown. FCC cho phép công ty SpaceX được phóng thêm gần 3.000 vệ tinh ở quỹ đạo tầng thấp. CNBC ngày 28 tháng 4 đưa tin, Ủy ban truyền thông liên bang FCC của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch của SpaceX triển khai gần 3.000 vệ tinh Starlink ở tầng quỹ đạo thấp của trái đất.
Theo đề xuất của tỷ phú Mỹ Elon Musk, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành SpaceX, FCC đã chấp thuận yêu cầu của SpaceX để phóng 2.824 vệ tinh Starlink của họ ở quỹ đạo thấp hơn so với dự kiến, ở độ cao từ 540 tới 570 km thay vì 1.000 km. Theo SpaceX, sự thay đổi về độ cao sẽ cải thiện độ an toàn trong không gian, giảm phát thải, cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của tập đoàn công nghệ khai phá không gian này nhằm tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng tốc độ cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin Hoa Kỳ và ngay sau đây sẽ là phần tin chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones dừng lại ở ngưỡng 33.859.97, giảm đi 0.37% điểm. Chỉ số Nasdaq thì dừng lại ở mức là 14.081.19, giảm đi 0.07% điểm. Trong khi đó thì chỉ số S&P 500 đạt mức là 4.188.49, tăng được 0.04% điểm. Và phân lời công cổ phiếu 10 năm là 1.6200, giảm đi 0.12%. Và giá dầu thô hôm nay là 63.84 đồng, đã tăng 1.43%. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.781 đồng cho một ounce, tăng 0.12%. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 55.300.000 đồng một lượng, bán ra là 55.650.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 23.140 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.